Đau người à? Em quay video mũi. Con này sung rồi. Nên là thích nuôi nó là làm thích nuôi dòng này là lấy con này nuôi con. Bỏ con áo chim mà nó nhát thôi. Đây, thực tẩm cho anh em xem sáng giờ đây. Đàn em tỏng sáng rồi mất một mũi tay diện chim tay nem sắc pháo nha. Em là hót chưa rồi anh em subscribe kênh để theo dõi nha, gửi những video sau. Cảm ơn anh em đã luôn đồng hành kênh cùng theo dõi. Chào cả nhà nha, chắc cứ vài hôm nữa là phát đi bay chim được rồi, chuyển qua là vào mùa em mình đi lấy mật em tiếp. Rồi cả nhà nhớ subscribe kênh nha, ủng hộ cho kênh để nó lên phát triển. Ta đánh nhiều dữ quá. Đánh nhiều quá trời con này. Sung quá. Rồi thôi mình dừng video nha. Đây rồi cho chim nanh chuối này nè em. Cho họ tiếng nanh chuối. Con này nè. Ui. Ghép miếng nó nuốt mất liền. Con nó bỏ một áo lòng là hót quá trời luôn đó. Em bất chấp mọi địa hình luôn. Cắn bàn chim nhỏ. Trong này đen.
Để nghe nó hót à. Thủ lĩnh một khu vực khiếp đen, khiếp đảm. Bất chấp luôn à. Giếng cho mấy xác pháo ra nó hút mật rồi đó, nó hút cám cho đỡ nó yếu sức rồi. Còn này mới vừa bắt nó không hút. Còn này hút nè. Nên thấy nó hút à. Nó hút để nó có sức. Cái sức nó trụ về tới nhà vậy. Nó mạnh khỏe chứ không là nó yếu ớt. Nó hy sinh. Nhìn thấy nó hút rồi. Con hút ít thôi. Tí hút nữa. Hút lần. No quá tức ruột. Xác pháo trống mình mới bắt rồi, còn con máy nó ở kia nó kêu chét chét rồi đó. Chắc mồi nó rủ rơ lại. Xù, em này hút rơ. Anh em yêu thích con này, nhớ subscribe con nha anh em. Để cho nó hút kiểu đó nha, nó mình gọi cám á. Nó hút nó có chất. Ủa. Có về nữa, nhiều con đỏ rồi nữa. Nghe hai ba con kêu luôn. Kêu rồi hút. Cái mỏ nó thiệt dài, cái lưỡi nó thiệt dài ra nó hút. Rồi, đến em hỏi tiếng này. Chú xem hút miếng cám này. Ui, nó hút như một tờ bơm nước. Của em hốt đâu thì thử hốt à hốt cá mấy em kêu hốt đây kêu cái gì đó hốt đó. Có cái áo chim này là nhìn không đẹp. Lấy cái áo chim này là xốp nó hết. Làm một ảnh đại diện luôn cho nó. Đẹp đấy. Em nói nhiều anh em thích đó. Rồi, để làm tấm hình đã. Mấy anh em ơi. Mấy anh em ơi. Đó. Vậy cho nó đẹp. Rồi, con một chim hết. Sắp pháo nó hết hót không biết kiếm nha. Không, nó không vừa nữa anh em. Một đỏ anh bắt còn máy ra với con nào nữa nè.
Nó hót quá mà. Đánh nhiều. Con này nó đánh không thả không? Nó không hay. Không hành cưa. Cưa thật. Dù nó làm hàng long con này. Hình nó nhổ lông đầu này hết. Con này cũng nhổ lại nó sao có lông nữa. Rồi anh em yêu thích thì subscribe kênh nha anh em, ủng hộ cho kênh nó phát triển. Rồi xin chào tạm biệt anh em nha, hẹn gặp lại ở video sau. Cả nhà nhấn đăng ký và nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhé.